chị không biết trong đây gần, đây gần một cái đầm mọi người ơi. Cái đầm đó, đây nè, cái đầm hả? Đúng rồi, người ta nói chị sẽ mở mấy cái bia nhỏ trước. Cái đầm này giống nàng tiên cá vậy? Ông nghĩ vậy. Đầm đầm bạc này giống nàng tiên cá hả? Đầm nơ hay dây nè, giống như vẫy 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 đuôi cá nè, dễ thương ha. Dạ. Rồi bây giờ tới cái tiếp theo. Theo cái gì? Cái trứng nào mở ra rồi thì để qua bên. Chị sẽ phân biệt bỏ cái những cái này vô một chỗ. Ơi một cái váy này mọi người ơi, một cái váy. Váy nữa hả? Đúng rồi. À váy ở dưới hả? Đúng rồi. Ừ. Ê, cái này hình váy nè. Và mọi người ơi, chị cảm thấy những cục còn lại thì hơi nặng. Váy, váy dễ thương. Và chị sẽ nghĩ là sẽ mở hai cái biên này trước. Chị nghĩ chị sẽ mở những cái biên này ra. Hay dạ, ui, cứng dữ ta đây. Cái này là cái gì? À, một cái áo học sinh để chung với một cái váy kia kìa mới ơi. Ừ. Cái áo học sinh nè, cái áo học sinh chung với cái váy nè. Ừ. Áo học sinh á. Wow. Tháo trong cái nào vậy? Tháo trong cái hộp nào? Dạ, lúc con đi đang quay dưới con đừng tháo, để cái lúc mà con tháo cái quay dưới con không thấy con tháo đâu luôn. Dạ. Không có biết đập hộp đập hoài mà không để cho không cho người ta thấy đập từ trong đâu ra. Cái áo hả? Cái áo chung với nguyên bộ váy giống như là bộ váy đầm của học sinh. Học sinh á. Cô gái hải quân vậy đó. Không phải học sinh mấy ơi. Học sinh hả? Học sinh có cái nơ kìa. Học sinh thì mặc áo gì ngắn ngủn vậy nè. Thì con búp bê đó là búp bê loại này là búp bê loại nhỏ áo nè. Áo ngủn nè, cái váy. Ừ. Cái áo nè. Rồi cái váy nè. Áo như váy ngắn ngủn như chiêu. Ủa này là gì? Giống cái váy nào tiên cá nhỏ vậy. Rồi. Rồi tới lọc. Này mọi người ơi, tới cái cục này nha. Rồi cho đi lột đi. Và bây giờ chị sẽ bắt đầu lột. Ba cục được ba món rồi đúng không? Này, đây một viên sủi bọt. Rồi một viên sủi bọt để qua bên đi, chút mình bỏ lên múc nước lại mình cho nó sủi. Đâu thì dạ. Có cái cục sủi đâu. Đây, nó có lòi một chút cái gì đó ở đây. Để anh đi hứng nước trước nha. Ừ, khui hết đi rồi, hứng nước. Mà hứng nước trước mà hồi nữa cậu ý đi hứng. Ô cái này là giống cát á. Hình như mình tháo cát ra á con. Để đi hứng nước coi. Người ta dạ cái cục mà rồi vô cứng ngắc á mới bỏ vô sủi. Còn này cát mềm mềm nè. Mình chỉ lấy cát ra thôi chứ không có bỏ vô nước. Bỏ vô nước là cái cục cứng ngắc đó, nó sủi. Sủi bọt phải không? Còn cát này nó mềm mềm nè, mình chỉ tháo cát ra thôi, có gì trong này. Để đi, chút nữa coi sao. Để nó lòi ra miếng gì nhỏ nhỏ xám xám nè. Giống cái nắp chai quá. Bỏ nước chi nhiều dữ vậy. Lấy nước chi nhiều dữ Cherry. Bỏ xuống đi. Lấy nước gì mà quá trời quá đất kìa. Tại mọi người ơi, ai cái viên. Cùi không, 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 cái này không có bỏ nước. Cùi tiếp đi. Lấy ông mở ra, mở ra. Cùi tiếp đi rồi chút mở ra sao? Cùi tiếp đi. Rồi bây giờ. Cùi cục thứ mấy rồi? Cái này là cục 1. Cục thứ 5 rồi. Thứ 5. Cái đó còn 2 cục, nãy 6 cục rồi, cái cục thứ 5. Thứ 5 nè. Cục thứ 5. À để chị đi tìm chỗ mở. À đây. À dạ. Cục thứ 5 đây mọi người ơi. Lại là một viên cát. Đâu? Màu xanh. Mềm một viên cát màu xanh hả? Từ từ nha. Dạ mới bỏ vô đó rồi để con dạ, cái này cho. Cát mềm mềm thì mình không có nhúng vô nước, mình chỉ tháo cát ra thôi. Cái cục kia thì màu hồng nó lòi ra cái miếng xám xám. Cục này màu xanh thì nó không có lòi ha. Dạ. Và tới viên thứ 6. Chị thấy nó không có nghe cái tiếng động gì mà nó nặng thiệt luôn á. Rồi khui đi, chị đi coi cục thứ 6 đi. Đây nè mọi người, chị cảm giác lại là một viên nữa. Viên cát nữa hả? Đúng rồi, mày nói lòi cái gì á. Đâu? Thôi đừng có lấy cát thôi. Chỉ là một viên cát thôi. Lấy cát thôi chứ sao. Mày nước lòi ra cái đây. Gì? Rất nhiều luôn á. Lòi ra rất nhiều luôn. Đây là viên cát màu xanh đó hả? Dạ. Lòi cái gì đấy? Á dạ, à dạ, nặng quá. Nó rớt vô, nó đổ nước nè. Làm ơi, bỏ vô đó đi. Chúc mình lọc sao ha. Dạ. Hay à. Bây giờ đã tới phần viên sủi rồi. Nào, giờ tới cái gì không kêu lên. Và tới viên sủi hình gì vậy? Viên sủi hình gì vậy? Hình trái tim. Đưa ra cho Love you everyone. Quay qua hai mặt. Để cái tay cầm sao cho đừng che. Để thẳng trái tim cho ta thấy. Che cái mặt con lợi để thấy hình con cọp. Ừ. Rồi. Mà bây giờ nó nhìn hơi là khó vỡ ớn nha. Ôi cho mừng cái ca.
Nó không được, dùng tay đi. Nó khó. Kéo đứt tay á. Thôi chị sẽ dùng phép thuật của chị. Phép thuật Queen in Chatip. Xong rồi nè. Bây giờ sẵn sàng coi nó sủi bọt chưa? Chưa. Trời ơi. Chưa nha, chưa, rồi để vô. Rồi để vô nè. Ủa cái này cứng để trong nước nó sủi bọt phải không? Dạ. Để cho nó tự sủi đi con. Ừ, nó nước ít quá hả?